Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuận Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin vội đến hiện trường, nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì, tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô. Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú, là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngô Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại pháp đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai hoác nạn ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chứng mới ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng
với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông, thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế, trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động thì đột nhiên có ba con chó xông đến, khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đao phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làn chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm rùa của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế dân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt, ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc,
La Bàn nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó Thiện Dĩ giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình. Vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh Bình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Ban và Nghĩa nhìn thấu hết. Khổ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Diêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Ban thì cưới Hiểu Hoan. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi thì Ban và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hồ Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoan lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoan mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Ban và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoan. Họ nói nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoan thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoan, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoan thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoan đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng, gầy ốm. Cuối cùng thì suy sụp hay ngất, qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng, đến nay sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Ban và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cương nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau
thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau. Vì vậy, họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh AIDS. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết, rất thống khổ. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ bình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm
giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích, không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi. Dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ Tiên Sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên, con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ Tiên Sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt mình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ Tiên Sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thật ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại bịa đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt với ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương tri Đỗ Tiên Sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ Tiên Sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ Tiên Sinh chính là một trong số người may mắn này. Cá câu người. Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan, do giao thông bất tiện nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ,
bệnh nhân cần khám đều đã khám xong, nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo: có người bị mắc xương cá nơi yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho. Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đang ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể, thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi. Mặc dù người bệnh đã chết, nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua mưa lớn, đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước, cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, đang bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra, nhưng đã quá muộn. Cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng 2-3 thốn, vảy nó màu hoàng kim, sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn, nhưng kéo ngược lại thì vảy sẽ thành những móc câu ghim chặt. Vì vậy, khi Thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn. Con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra, nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới chở Thịnh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở. Lúc này y viện đang phẫu thuật. Bác sĩ rạch cổ Thịnh, lấy ra con cá giết núi, nó vẫn chưa chết. Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện, hớm hỉnh nói: nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ, người hãy xuống ao nước để lánh đi nha. Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem thiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thực sự quá bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn nữa, khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế, và do nuốt nhổ không xong, vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong, giống y chang kiểu chết của Thịnh. Đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó, gây chấn động toàn huyện, toàn tỉnh. Bởi vì hôm đó gần tối mới cử hành lễ hỏa táng, thân hữu đều đến dự. Ông Thông, ba của Thịnh, muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá. Để tiện bắt cá tôm, trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi. Lúc đó, cá lớn, cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quẩy đạp không ngừng, cứ dùng rọ mà chụp bắt nó. Ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc,
Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai, đã chui thẳng vào yết hầu, trụ tại đó, không thèm đi tiếp nữa. Ông Thông được người bồng lên bờ mương. Lúc này hai mắt đã trợn trắng. Trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở. Đây thật là chuyện lạ có một không hai, nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, rồi toàn tỉnh. Y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Vì vậy viện trưởng đến nhà tan quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong 7 ngày lại bị cá sống hại chết. Té ra gia đình ông Thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây, hễ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá, làm nghề phụ, nếp nhà nhờ đây mà giàu có. Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán, nghĩa là khi bắt cá còn sống, ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó. Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng. Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến thịnh là 4 đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm yết hầu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn. Thủ đoạn tàn nhẫn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chớ nên gieo nhân ác. Định của Văn Lai. Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa, kim cầm dao mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ, khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói, từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Cứ bị bệnh kỳ lạ đó, trong vòng 3 năm, thì bị mổ hết 5 lần. Và mỗi lần nghiêm trọng hơn. Cuối cùng thì ngay cả tay chân đều phải bị cưa bỏ, biến thành người tàn tật, còn một tay một chân. Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai. Một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tay làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại 9 ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn. Thật không may là bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X-quang thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau. Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X-quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bướu, cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Văn Lai gặp bất hạnh, nhiều người đều xôn xao bàn tán, nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen thế pháp làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ thế pháp ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 40-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên mình Văn Lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói, chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn,
chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn, cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ, ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói, không xong rồi, phim chụp X quang hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương, giống như lần trước ung bú đã lây lan rất xa. Nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được. Vậy là lại phải cắt bỏ tay tính từ khuỷu cánh tay trở xuống, và chân cắt từ đầu gối trở xuống. Trong vòng 3 năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch, thân thế Văn Lai. Và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau. Văn Lai 43 tuổi, làm nghề nông kiêm công nhân xây dựng. Bình thường tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt phối hợp với một bình rượu trắng. Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng miệng. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm Văn Lai ra chợ mua một củ ba ba to khủng, nặng tới 10 mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Củ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản. Thế là Văn Lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu, cắt ba ba ra ăn dần. Bởi vì rùa và ba ba có loại tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn. Thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là, nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm, sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng. Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Trời ơi, đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp quá. Đẹp quá hả? Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu Thư Khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu, tra vấn thân thế của Tiểu Thư Khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của Tiểu Thư Khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh,
Số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn. Thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ. Thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi. Nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc Tân nương mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ chồng nàng vào chợ mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ chồng nàng ra chợ gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghĩ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ nhân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toan mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên nó bị đứt lìa hai phần ngón. Bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn mà đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Trộm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập. Đã trộm công là giảm liệu
chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có hai con trai. Đứa đầu tên Trương Kim Sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc, còn đứa út tên Trương Tất Khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn, các cổ đông trong hai thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân, nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoán báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu, y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chiêm Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căn xây. Sau đó y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng, mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căn đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căn xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căn nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chiêm Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căn dám vong ân bội nghĩa với mình. Nên ngay tối hôm đó, y dẫn theo 6 tên xã hội đen
đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1,5 năm tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ ngày tối đó hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân hợp tác, làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Người chồng tài hoa. Kim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Giang Dĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu. Nhờ vậy
mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hễ Khuyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó, Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy